Chào tất cả mọi người nha. Thì lời đầu tiên thì cũng chúc mọi người một ngày mới tốt lành. Thì hôm nay trời cũng đẹp lắm, mây nhiều, trời mát mẻ, có gió phát. Thì mình đang ở cái ruộng dưa của chỗ anh Tấn. Thì hết này chắc cỡ khoảng có 2 công không chị? Chắc 1 công 7, 8 mới gần 2 công. Thì hiện tại bây giờ trên cái ruộng dưa của anh Tấn đang bị cái tình trạng là sương mai. Này, mọi người thấy không? Này bệnh rất là nhiều. Thì hôm qua anh mới xịt xong, nhưng mà nếu mà xịt hay mình thấy đánh giá bây giờ là chưa có hiệu quả rồi. Tại vì nếu mà thuốc xịt là phải có hiệu quả liền, tại vì dưa leo thì nó khác với những cái trồng khác. Thì hôm nay mình lại tiếp tục sử dụng một cái sản phẩm tuyệt chiêu trị sương mai là Getco của công ty Ngọc Tùng nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ lấy thuốc cho anh, rồi chắc là anh sẽ phải xịt lại rồi. Về cái độ phát của cây dưa thì dưa nay là có 27 ngày rồi, nhưng mà bò cái này mình cũng thấy chưa đạt. Thì chắc là mình phải xịt cho anh thêm kích chèo thêm mới được, để cho nó tăng cái lượng chèo lên. Chứ là mình xịt cái bộ làm bông là vừa rồi. Tại nay là 27 ngày mình xịt làm bông, thì khoảng ba mấy ngày ở đây là mình có bông nụ này, cái ra đẹp rồi. Đây, mời mọi người coi lại nha. Thì trước mắt bây giờ mình sẽ đưa cho anh xịt cái bộ, xịt cái Getco trước, xịt cho sạch bệnh sương mai luôn. Thì cái Getco á, là mình cũng chia sẻ thêm với mọi người luôn, là đặc thù cái Getco á, mình xịt vô là cái lá dưa nó rất là xanh nha, mà nó không bị mo lá. Với lại là mình xịt định kỳ Getco á, là nó sẽ giúp cho kéo dài cái tuổi thọ của cây dưa. Tức là thay vì cây dưa của mình ăn có 10 ngày là tàn, thì nếu mà mình xịt Getco á, thì có thể kéo ra 15 ngày, 17 ngày, thậm chí là 20 ngày luôn, nếu như mà mình có kế hoạch mình chăm sóc cây dưa tốt. Thì hiện tại là cây dưa của chỗ anh Tấn là mới có bệnh sương mai nó biểu hiện, thì thấy mình lên là thấy cũng nửa dây. Thì bây giờ bắt buộc anh phải xịt liền rồi. Anh không xịt thì lỡ mà xui sao bên dính một trận mưa nữa là mình khó khắc phục lắm. Thì nay là chị này đang đi, chị dắt đọt hả chị? Chị thấy này sâu nhiều không chị? Có sâu nhiều đấy. Sâu nhiều luôn hả chị? Có sâu nhiều. Sâu nhiều thì mình sẽ phải kè thêm cái thuốc sâu cho anh Tấn rồi. Này mọi người coi lại ha, bây giờ mình để quay cận cảnh cái dịch bệnh sương mai cho mọi người coi. Đây. Này đốm lá nè. Thì đặc thù cái sương mai này rất là khó trị nha mọi người, cực kỳ khó trị cái sương mai này luôn. Nếu như mà mình trị mà không kỹ á, là thật sự mà nói là bó tay luôn mọi người. Nó đi rất là nhanh mà ảnh hưởng cực kỳ nặng tới năng suất của cái cây dưa mình luôn. Chỉ cần một cơn mưa thôi mà mình xịt mà thuốc mà không chuẩn á ha, là bả lắm. Với thêm nữa là nếu mà thuốc sương mai mà mình xài mà mình cộng quá nhiều loại thuốc vô mọi người, là cây dưa nó cũng bị mo lá nữa. Mà mo lá rồi là mình xịt là thua liền. Mo lá là dưa nó không lớn là khó mà mình có thể mình thu hoạch được lắm. Thì bây giờ chắc phải xài tuyệt chiêu cuối cùng là cái Getco rồi mọi người ơi. Rồi thì bây giờ mình sẽ lấy thuốc cho chỗ anh Tấn. Thì chắc chiều nay anh xịt thì có thể là ngày mai, chiều mai hoặc là sáng mốt mình vô mình đánh giá lại cái hiệu quả của cái Getco là vừa đẹp luôn. Thì mời mọi người tham quan lại cái vườn của chỗ anh Tấn cái nữa ha. Đây là 108 gần 20. Chào hôm nay rất là đẹp, chúc mọi người một vụ mùa dưa thắng lợi nha. Rồi chào mọi người nha. Hôm nay mình quay lại cái đám dưa leo của chỗ anh Tấn. Thì mình có đưa cho anh Tấn cái sản phẩm Getco mà là đặc trị sương mai. Thì đây để mình sẽ cho mọi người thấy cái sương mai, đây là biểu hiện của sương mai. Đây là những cái đốm vàng này nè, là sương mai với giả sương mai là nhiều lắm. Thì anh Tấn anh mới xịt rồi nhưng mà không hết, mọi người coi đây ha. Đây là dịch bệnh nè, ở đây nông dân người ta hay kêu bằng bệnh đốm lá đó. Thì cái bệnh này á, nó dễ mà nó khó mà không khó, nhưng mà nó khó cái là mình phải chọn đúng thuốc rồi mình xịt thì nó rất là dễ hết đó. Thì hiện tại trên thị trường á, mình chỉ có 3 cái sản phẩm là mình có thể trị cái sương mai là tốt thôi. Nhưng mà trong đó thì đứng thứ nhất là cái Getco này nè mọi người. Getco này là trị sương mai, là đặc trị sương mai. Mà cái hay của cái Getco này đó, thì mọi người xịt đó, là cái lá dưa của mình nó sẽ xanh lên, xanh mà nó không có bị mo nha. Những cái thuốc trị sương mai khác là xịt nó bị mo lá, tức là cái lá mình nó mo là như nè, nó không có lớn, không lớn được. Còn cái Getco của mình xịt rất là mướt, mà lá rất là bóng, mà xanh thì xanh hoài đó. Nên là cái hay của Getco thêm một cái nữa đó, là nó giúp cho cây dưa mình kéo dài tuổi thọ cây dưa. Thay vì mình trồng cái dưa đó, mình chỉ hái được cả khoảng 10 ngày, 12 ngày là bắt đầu dưa nó tàn rồi. Nhưng nếu mà mình xịt định kỳ cái Getco này cả khoảng 7 đến 10 ngày mình xịt một lần á, thì mình có thể ăn cái dưa tới 20 ngày, thậm chí 21, 22 ngày luôn.
nếu mà tùy theo mình chăm sóc, mình vô phân tốt đó. Thì cái Gecko này hiện tại là bên mình đang phân phối chính thức của công ty Ngọc Tùng nha mọi người. Thì mọi người khi mà cần thì có thể là liên hệ cái hotline của bên mình ghi trên này nè, bên mình có thể ship COD toàn quốc cho mọi người luôn. Thì cần gì thì mọi người cứ liên hệ với mình. Thì cảm ơn mọi người. Thì một hai bữa sau nữa đó mình sẽ quay lại mình đánh giá để coi cái hiệu quả cái Gecko trên cái cây trên cái bình xương mai tại vườn của anh Tấn. Thì cỡ khoảng 3 ngày nữa thôi mình sẽ lại, là mình sẽ thấy điều hiện khác. Thì bây giờ mình sẽ đánh dấu cái lá này lại nha, để rồi mình xịt xong đó mình coi coi cái biểu hiện của cái vết bệnh nó khô trên cây xương mai, trên cây dưa leo là như thế nào. Rồi, cảm ơn mọi người.